Hôm qua tại huyện Tri Tôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh đào tạo nghề năm 2022. Ngày hội đã thu hút gần 1.000 học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên của huyện Tri Tôn, tỉnh Biên, An Phú, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc. Ngoài ra còn có 18 trường, trung tâm và doanh nghiệp tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm, trưng bày trang thiết bị đào tạo nghề và tư vấn cho học sinh. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, các em học sinh còn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp về nhu cầu học nghề, công tác tuyển sinh đào tạo, chủ trương của tỉnh đối với dạy học văn hóa trong các trường nghề, những cơ hội về việc làm, nâng cao chuyên môn khi học nghề. Thông tin về các ngành nghề xu hướng đang có thế mạnh như công nghệ ô tô, lập trình máy tính, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật xây dựng. Các học sinh còn được nghe chia sẻ của các cựu sinh viên đã từng học nghề, nay có việc làm ổn định. Dịp này, ban tổ chức cũng khen thưởng 5 đơn vị có mô hình gian hàng trưng bày giới thiệu ngành nghề tiêu biểu là Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú, Công ty cổ phần đầu tư tài chính truyền thông quốc tế MIS, Trường Cao đẳng Hồng Hà.